các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến, số 25. Ngày 27 tháng 4, Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp phái viên của Moscow. Thủ tướng phê phán mạnh mẽ ý kiến của Mỹ. Có lúc Thủ tướng đã nói: "Ai cho phép họ đe dọa chúng tôi? Ai cho phép họ nói cho chúng tôi làm việc này, không cho chúng tôi làm việc nọ? Ai cho phép họ nói Nhà Trắng không cho phép kéo dài đàm phán trong thời gian có bầu cử ở Mỹ?" Katusev hỏi. Về mục tiêu chiến lược thì phải tăng cường lực lượng quân sự ở miền Nam, nhưng còn về sách lược mà nói, làm thế nào để kết hợp việc đánh ở miền Nam với hội nghị Paris? Phạm Văn Đồng: "Đây là vấn đề mức độ. Nếu ta không có hành động quân sự mạnh hơn thì họ không nói chuyện với ta. Ta cần phải hành động để chứng minh cho họ hiểu rằng Việt Nam hóa chiến tranh nhất định thất bại. Bọn Ngụy nhất định bị quét, không có gì cứu được. Vấn đề mức độ là cần làm thế nào vừa đủ để họ ngồi nói chuyện với ta. Ta không muốn làm nhục họ. Vấn đề mức độ cũng đồng thời là vấn đề thời điểm." Cuộc gặp riêng ngày mùng 2 tháng 5. Ngày 28 tháng 4, trong tình hình quân Ngụy đang thua ở miền Nam, Nixon vẫn phải tuyên bố rút thêm một đợt phụ nữa gồm 20.000 người, đưa quân Mỹ xuống còn 49.000 tên vào mùng 1 tháng 7 năm 1972. Ngày mùng 2 tháng 5, quân chính phủ cách mạng lâm thời tiến vào, chiếm giữ khu thành cổ Quảng Trị và tiếp tục đuổi truy kích địch về phía Nam. Toàn tỉnh Quảng Trị đã được giải phóng. Tại miền Đông Nam Bộ, sau khi giải phóng Lộc Ninh, sau này trở thành nơi đóng trụ sở của chính phủ cách mạng lâm thời, quân ta tiến công bao vây An Lộc, tỉnh Lỵ, tỉnh Bình Long. Và ở Tây Nguyên, quân ta cũng đang chuẩn bị đánh vào Kon Tum. 10 giờ sáng ngày 2 tháng 5, tại Paris, bắt đầu cuộc gặp riêng lần thứ 13 giữa Lê Đức Thọ và Xuân Thủy với Kissinger. Đây là một cuộc họp nặng nề trong không khí căng thẳng của bom đạn đang gầm thét trên chiến trường. Hôm đó, người ta không thấy ở Kissinger một giáo sư đại học sôi nổi, nói dài dòng hay bông đùa như trước, mà là một người ít nói, có vẻ ngượng nghịu suy nghĩ. Còn Lê Đức Thọ đã được những tin đầu tiên thắng lợi ở Quảng Trị, địa đầu của miền Nam, đang nóng lòng chờ kết quả cụ thể ở vùng đất miền Trung cũng như nhiều nơi khác. Người ta có thể dự đoán trước được kết quả cuộc gặp gỡ này. Mở đầu, Kissinger đã nói đến hoàn cảnh của phiên họp không diễn ra như Mỹ mong muốn. Còn Xuân Thủy lên án ngay phía Mỹ về việc công bố nội dung các cuộc gặp riêng và hoãn các phiên họp thường lệ ở Cullenberg, và hỏi Kissinger: "Từ cuộc gặp riêng này trở đi, thái độ hai bên như thế nào?" Và không đợi bên kia trả lời, Bộ trưởng nói tiếp: "Nếu phía Mỹ muốn công bố thì chúng tôi sẽ công bố. Nếu Mỹ muốn giữ bí mật thì chúng tôi giữ bí mật." Xuân Thủy cũng đòi phía Mỹ họp lại hội nghị bốn bên như thường lệ. Kissinger bào chữa cho hai việc trên, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận giữ bí mật các cuộc gặp riêng và các phiên họp thường lệ của hội nghị công khai sẽ được tiến hành song song với việc gặp riêng. Vào nội dung, Xuân Thủy thúc giục Kissinger nói trước. Kissinger nói rằng, thật ra ông ta không có gì mới để nói, vì phía ta chưa trả lời đề nghị tháng 10 năm ngoái và 8 điểm tháng 1 năm nay của Nixon. Rồi ông ta đọc tuyên bố ngắn đại ý như sau: "Tổng thống không cử tôi vượt trùng dương lần này là lần thứ 13, trừ phi ông ta biết rằng có thể đạt được một giải pháp nhanh chóng và công bằng cho cuộc chiến tranh. Hoa Kỳ sẵn sàng tôn trọng kết quả của giải pháp đó. Sau khi Hoa Kỳ rút đi rồi thì bên Việt Nam vẫn ở tại chỗ. Cho nên giải pháp
phải đáp ứng được sự quan tâm của Việt Nam. Vì vậy, bây giờ Hoa Kỳ sẵn sàng đạt được một giải pháp như thế. Nhưng yêu cầu Việt Nam đừng hiểu lầm. Hoa Kỳ không đàm phán dưới mũi súng, không có một lý do nào để bàn đến thỏa thuận sau này nếu lực lượng xâm lăng của miền Bắc cứ tràn vào phía chúng tôi. Ông cũng nói rằng trong những tháng qua, phía Việt Nam đã lẩn tránh việc tìm một giải pháp thương lượng và đưa cho ta một số tư liệu về vấn đề này và nói, chúng tôi không muốn chơi cái trò đó nữa. Ông nêu ra ba yêu cầu. 1. Chấm dứt các cuộc tấn công. 2. Khôi phục lại thỏa thuận ngầm năm 1968. 3. Phải có đàm phán nghiêm chỉnh, cụ thể, xây dựng để đi đến kết thúc chiến tranh. Xuân Thủy nhận xét ngay rằng Kissinger đã không đưa ra điều gì mới mà chỉ nhắc lại những điều mà phía Việt Nam đã biết và bác bỏ. Về cái gọi là thỏa thuận ngầm, ông nói, chúng tôi và Lê Đức Thọ nói chuyện riêng nhiều lần với ông Harriman và cuối cùng không có thỏa thuận ngầm nào hết. Lê Đức Thọ cũng bác bỏ cái mà cố vấn Kissinger gọi là thỏa thuận ngầm năm 1968. Sau này có lúc Kissinger viết đúng về vấn đề đó, nhưng có đoạn ông ta cố xuyên tạc. Kissinger ở Nhà Trắng, sách đã dẫn trang 247, 249, 1252. Lê Đức Thọ nói tiếp rằng sau 7-8 tháng không gặp nhau, cứ tưởng rằng sẽ được nghe Kissinger đi ngay vào các vấn đề của giải pháp. Nhưng tiếc rằng đã không nghe được gì mới. Ông Thọ nói rằng đã phải đi xa hơn Kissinger mới đến được Paris, rồi nhắc lại một loạt sự kiện về leo thang chiến tranh của Mỹ ở Campuchia, ở Lào và ở miền Bắc Việt Nam, nói rằng để thấy ai vi phạm Hiệp định Geneva, ai vi phạm thỏa thuận năm 1968 và kết luận. Chính các ông đã dùng áp lực quân sự trong quá trình đàm phán để buộc chúng tôi phải chấp nhận điều kiện của các ông. Cho nên nhân dân miền Nam Việt Nam phải chống lại các cuộc tấn công đó. Đó là lẽ đương nhiên. Ngay thượng nghị sĩ Fulbright cũng đã phải thừa nhận sự thật đó. Kissinger vừa bực bội vừa xót xa, ngắt lời Lê Đức Thọ. Tôi không muốn bàn về tình hình nội bộ Hoa Kỳ. Lê Đức Thọ, tôi muốn nhắc câu đó để thấy sự thật như vậy. Ngay người Mỹ cũng nói, chứ không phải chúng tôi. Kissinger cố gắng để Lê Đức Thọ không nói điều đó nữa. Việc bàn bạc công việc nước Hoa Kỳ là việc của chúng tôi. Ông Thọ cũng không ngừng mà còn xoáy thêm. Tôi nêu một dẫn chứng để nói rằng không phải chỉ chúng tôi mà cả người Mỹ cũng nói và nhắc lại. Ngày 8 tháng 4, ông Fulbright đã nói, việc các lực lượng vũ trang yêu nước tăng cường hoạt động quân sự này là một đòn giáng trả tự nhiên vào chính sách của Hoa Kỳ phá hoại Hiệp định Geneva 1954. Kissinger, tôi biết rồi, ngài không phải nói. Lê Đức Thọ, tôi cũng chỉ nói qua cho ông biết thôi. Kissinger, tôi đã nghe rồi. Lê Đức Thọ vẫn chưa thôi. Không phải chỉ chúng tôi nói chân lý đó, mà những người Mỹ có chút lương tâm cũng biết lẽ phải đó. Cho nên, ông nói chúng tôi xâm lược Nam Việt Nam là điều vô lý. Lê Đức Thọ còn dẫn chứng tài liệu mật của Lầu Năm Góc, lúc đó mới được tiết lộ. Để vạch rõ quá trình can thiệp và xâm lược của Mỹ, làm cho Kissinger không chối cãi được. Kissinger buồn ra mặt, không biết lúc đó ông ta nghĩ gì, nhưng sau này ông ta viết nhiều lần rằng sự sâu xé trong nước Mỹ làm cho ông đau lòng. Ông đưa ra đề nghị sơ bộ. Chúng tôi đề nghị chúng ta trở lại tình hình trước ngày 29 tháng 3, tức là trước ngày các ngài bắt đầu tấn công quân sự, thì chúng tôi sẽ rút những lực lượng chúng tôi đã đưa thêm đến khu vực này và chúng tôi sẽ chấm dứt ném bom. Sau đó, chúng ta sẽ tiến hành cuộc nói chuyện trong một bầu không khí êm ả hơn. Thứ hai, chúng tôi muốn vạch ra với các ngài rằng trong đề nghị ngày 11 tháng 10 của chúng tôi đã rút ngắn thời hạn rút quân. Các ngài phản đối để lại các cố vấn kỹ thuật
chúng tôi đã hủy bỏ điều này. Tháng 9, các ngài phàn nàn rằng đề nghị về chính trị của chúng tôi là không cởi mở và không cụ thể. Chúng tôi đã viết ra với nhiều chi tiết. Nếu các ngài không thích, thì đề nghị các ngài đưa ra phản đề nghị. Xuân Thủy, ông nhìn vào thực tế mà chỉ nói lý về mình. Khi nào có lợi cho các ông thì các ông làm. Lúc nào không có lợi cho các ông thì các ông không làm. Việc các ông mở rộng chiến tranh ra Đông Dương thì các ông xem là việc các ông được làm. Còn bây giờ, nhân dân Việt Nam chống lại sự xâm lược của các ông thì các ông lại đòi ngừng lại. Về phản đề nghị của Việt Nam mà Kissinger yêu cầu, Xuân Thủy và Lê Đức Thọ nhắc lại tuyên bố ngày 2 tháng 2 năm 1972 của Chính phủ Cách mạng lâm thời. Ông Thọ nói, có hai vấn đề. Về rút quân, chúng tôi muốn có một ngày nhất định. Mỹ chỉ nói 6 tháng sau khi thỏa thuận. Như vậy cũng vẫn kéo dài. Còn về vấn đề chính trị, các ông nói, Thiệu từ chức 1 tháng trước khi bầu cử. Chúng tôi đòi Thiệu từ chức ngay và chính quyền còn lại phải thay đổi chính sách. Kissinger hỏi, tất cả các thành phần khác trừ Thiệu vẫn có thể ở lại trong chính quyền? Xuân Thủy, họ ở lại nhưng phải thay đổi chính sách. Kissinger, thay đổi chính sách là thế nào? Lê Đức Thọ, thay đổi chính sách tức là phải bỏ tất cả những gì kìm kẹp áp bức nhân dân thực hiện các quyền tự do dân chủ thực sự. Kissinger, làm thế nào để xác định được rằng đã thay đổi chính sách rồi? Lê Đức Thọ, không những phải tuyên bố mà còn phải hành động. Xuân Thủy thêm vào, thí dụ, Thiệu thành lập bao nhiêu trại tập trung thì nay phải hủy bỏ đi, giam bao nhiêu tù chính trị phải thả họ ra, cấm bao nhiêu tờ báo nay phải để họ xuất bản trở lại. Kissinger, Thiệu từ chức ngay sau khi có thỏa thuận hay bây giờ? Xuân Thủy, từ chức ngay là từ chức ngay, từ chức ngày mai là tốt nhất. Kissinger tỏ ra chờ đợi và ngạc nhiên không thấy phía Việt Nam đả động gì đến các vấn đề mà Mỹ đã chuyển cho ta qua Liên Xô. Ông liền nói, qua đồng minh của các ngài, chúng tôi đã đưa ra những vấn đề thảo luận và đồng minh của các ngài đã chuyển cho các ngài rồi. Tôi lấy làm lạ, đến đây không thấy các ngài thảo luận gì về vấn đề mà các ngài đã biết. Rồi ông ta nhắc lại, Hoa Kỳ sẵn sàng thảo luận bất cứ một quá trình chính trị nào có thể giải quyết thực sự tương lai chính trị của Nam Việt Nam, sẵn sàng thảo luận việc xây dựng một chính quyền ở Sài Gòn theo cách đặt vấn đề của Việt Nam, rằng mục tiêu của Hoa Kỳ không phải là duy trì một chính quyền cụ thể nào mà làm sao cho tất cả các lực lượng có thực ở miền Nam có khả năng hợp lý để giành thắng lợi. Lê Đức Thọ không hưởng ứng gợi ý thảo luận các vấn đề ông cố vấn Nhà Trắng nêu ra, mà chỉ nói, từ trước tới nay, chúng tôi đã nói nhiều lần rằng có vấn đề gì, các ông nói chuyện trực tiếp với chúng tôi và chúng tôi trực tiếp nói chuyện với các ông. Chúng tôi không qua một người thứ ba nào cả. Bây giờ, có gì thì chúng tôi sẵn sàng thảo luận với các ông. Phía Việt Nam muốn nghe cụ thể những ý kiến của Nixon trực tiếp từ Kissinger, nhưng ông ta cũng không nói gì thêm. Và cho rằng, chúng ta hãy ngừng lại ở đây. Chúng tôi sẵn sàng gặp lại các ông, sẵn sàng tiếp tục cuộc nói chuyện này về một chương trình chính trị thực tế với một số thay đổi trong 8 điểm của chúng tôi, nếu có thể được. Miễn là hai bên đều có ý muốn thật sự để cho nhân dân Nam Việt Nam tự quyết định tương lai của mình. Lê Đức Thọ nói tiếp, chúng tôi sẵn sàng gặp lại ông và sẵn sàng thảo luận để tìm một giải pháp hợp tình hợp lý, có lợi cho cả hai bên. Hai bên chia tay nhau mà không hẹn gặp lại một ngày cụ thể nào. Khi chia tay, Kissinger đồng ý giữ bí mật nội dung cuộc gặp và hẹn trở lại trong một hoàn cảnh tốt hơn. Ông Thọ đồng ý. Sau cuộc gặp này, Hà Nội đánh giá. 1. Hiện nay ta đang thắng lớn nhưng chưa đến mức buộc Mỹ phải buông con bài Việt Nam và Đông Dương.
Mỹ còn ra sức tăng cường lực lượng miền Nam và tăng cường đánh phá miền Bắc, ngăn chặn ta đánh Huế và Kon Tum, làm cho cuộc tấn công của ta chậm lại, tạo điều kiện cho Mỹ củng cố lại thế phòng ngự để làm chủ bài mặc cả với ta lúc họ buộc phải đi vào giải quyết. Về ngoại giao, Mỹ mưu toan dùng Liên Xô Trung Quốc để hạn chế thắng lợi của ta trên chiến trường và ép ta đi vào giải quyết sớm. Nhân việc Nixon đi Liên Xô, Mỹ dùng Liên Xô để hạn chế ta tiếp tục tấn công và buộc ta giải quyết về quân sự cho Mỹ rút. Còn vấn đề chính trị, để cho các bên miền Nam giải quyết với nhau. Giữa Mỹ và Liên Xô có sự mua bán và đổi trác về vấn đề Việt Nam, không ngoại trừ khả năng từ nay đến khi Nixon đi Liên Xô, Kissinger lại sang Moscow một lần nữa, bí mật hoặc công khai, để ép Liên Xô về vấn đề Việt Nam, hòng gỡ bớt khó khăn hiện nay của Mỹ. Ta cần cảnh giác với âm mưu phá hoại hội nghị Paris và tạo ra cách giải quyết khác để giải quyết sớm vấn đề Việt Nam, kể cả hội nghị quốc tế. 2. Ta tiếp tục thực hiện tốt ý đồ quân sự và chính trị trên chiến trường. Có như vậy mới có cơ sở để đạt một giải pháp vững chắc, đề phòng và đánh trả tốt việc đánh phá miền Bắc. Về gặp riêng, chúng ta chủ trương từ nay đến khi Nixon kết thúc chuyến đi Liên Xô, không gặp thêm một lần nào nữa, mà chỉ gặp sau khi Nixon đi Liên Xô. Nếu gặp riêng lúc này thì ta phải có gì mới, và do đó lại tạo điều kiện cho Liên Xô làm trung gian và dùng vấn đề Việt Nam mua bán với Mỹ. Nếu Mỹ chủ động hẹn gặp, Lê Đức Thọ và Xuân Thủy tìm cách lùi đến sau khi Nixon đi Liên Xô xong mới gặp riêng. Ngày 8 tháng 5, chưa đầy một tuần sau phiên gặp riêng giữa Lê Đức Thọ, Xuân Thủy và Kissinger, Nixon tuyên bố tiến hành một bước leo thang mới, mở rộng quy mô đánh phá miền Bắc kể cả bằng lực lượng không quân chiến lược, thả mìn cảng Hải Phòng cùng các cửa sông lạch trên vùng biển, phong tỏa miền Bắc nước ta. Đấy là những biện pháp có tính chiến lược cho cuộc chiến ở miền Nam, chứ không phải hỗ trợ như chiến tranh phá hoại dưới thời Johnson. Cùng ngày, Nixon đưa ra đề nghị hòa bình mới, thả tất cả tù binh Mỹ, có giám sát quốc tế và ngừng bắn toàn Đông Dương. Sau đó Hoa Kỳ sẽ chấm dứt mọi hành động vũ lực trên toàn Đông Dương. Hoa Kỳ sẽ tiến hành rút hoàn toàn quân Hoa Kỳ khỏi miền Nam Việt Nam trong vòng 4 tháng. Richard Nixon, hồi ký, sách đã dẫn, trang 602. Qua đề nghị trên, người ta thấy rõ, Mỹ tỏ ra cứng rắn, nhưng mặt khác cũng không tin tưởng vào khả năng đánh bại ý chí chiến đấu của quân và dân ta bằng chiến tranh phá hoại. Ông ta cũng không tin tưởng nhiều vào kết quả hoạt động đối ngoại với các cường quốc khác trong vấn đề Việt Nam. Giải pháp mà ông ta đưa ra chỉ giải quyết vấn đề quân sự, mà vấn đề hàng đầu được nêu ra là vấn đề tù binh Mỹ, thì cả chương trình Việt Nam hóa lẫn những mưu tính toàn cầu đều không giải quyết được, dù muốn hay không, và Nhà Trắng vẫn phải quay lại hội nghị Paris để thương lượng với Hà Nội. Một điều nữa cũng đáng lưu ý là chỉ cách đây không lâu, con diều hâu này còn gọi Bắc Việt Nam là xâm lược, thì hôm nay lại từ bỏ yêu sách đòi quân miền Bắc rút khỏi miền Nam Việt Nam. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của Win-Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win-Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.